Quang Vinh rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong bản tin FBC tối nay. Trước hết là phần 1 của bản tin trong nước với những nội dung đáng chú ý sau đây. Căng thẳng quan hệ Việt-Trung gây khó khăn cho giao thương của doanh nghiệp hai nước. VTV hoàn tất việc mua bản quyền truyền hình World Cup 2014. Nhưng trước hết sẽ là thông tin, doanh nghiệp tại một số khu công nghiệp tại Bình Dương thiệt hại do công nhân bị kích động biểu tình phản đối Trung Quốc. Thưa quý vị, hôm qua hàng chục nghìn công nhân tại nhiều khu công nghiệp phía Nam đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm trái phép lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, một số kẻ kích động đã lợi dụng tình hình kích động công nhân phá hoại tài sản của nhiều doanh nghiệp. Theo ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, có khoảng 19.000 công nhân lao động đã tham gia diễu hành phản đối hành động Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Lúc đầu buổi diễu hành diễn ra trong ôn hòa, tuy nhiên sau đó một số kẻ trong đám đông đã kích động công nhân đạp phá cổng, tường rào và tài sản của doanh nghiệp, gây hỗn loạn. Vụ việc đã khiến một số doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc tại các khu công nghiệp như Sóng Thần, V-Ship 1 lo sợ cho công nhân nghỉ việc. Báo cáo sơ bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã có hàng trăm công ty bị đột nhập và phá hoại tài sản, đa số là các doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc, trong đó có 15 doanh nghiệp bị đốt nhà xưởng, thiệt hại nhiều tỷ đồng, dẫn đến nguy cơ hàng trăm công nhân mất việc làm. Theo các doanh nghiệp, động thái quá khích của những người biểu tình có thể ảnh hưởng xấu đến tình hình hiện nay. Xuất phát từ cái lòng yêu nước, lòng căm thù đó, tôi chia sẻ với họ. Những việc làm cụ thể của những cá nhân tổ chức làm hư hại đến những tài sản của người khác, tôi nghĩ tôi không đồng tình vấn đề này. Đặc điểm của người Việt Nam rõ ràng là một cái văn hóa của người Việt Nam không cho phép thế. Một văn hóa của dân tộc Việt Nam là đùm bọc yêu thương, căm giận đúng chỗ đúng lúc. Và trong câu chuyện này thì rõ ràng là đây là một câu chuyện chúng ta đang giải quyết trên sự hòa bình. Và rõ ràng là tranh chấp mâu thuẫn trong cuộc sống trong một cái mặt phẳng là bình thường. Mà chúng ta phải bình tĩnh để xử lý vấn đề đó một cách ôn hòa, để được đồng thuận của người dân Việt Nam, người dân Trung Quốc và người dân toàn thế giới, những người yêu trụng hòa bình. Hiện lực lượng cảnh sát cơ động của Bộ Công an đã được chi viện để phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương kiểm soát tình hình, ngăn chặn các hành vi phá hoại của các kẻ quá khích, đồng thời điều tra xử lý các hành vi vi phạm theo pháp luật. Tỉnh cũng kêu gọi tất cả người dân bình tĩnh, kiềm chế, tuyệt đối không nghe sự xúi dục kích động của kẻ xấu dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn do những căng thẳng từ Biển Đông, ghi nhận cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam lẫn phía Trung Quốc trước mắt đều sẽ gặp khó khăn trong làm ăn. Tuy nhiên, tại buổi tọa đàm do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức sáng nay ở thành phố Hồ Chí Minh dành cho giới doanh nhân, có thể thấy các doanh nghiệp ở đây gần như đã sẵn sàng tinh thần để đối phó với những diễn biến kinh tế bất lợi nếu có. Theo các ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được từ giới kinh doanh sáng nay, quanh câu chuyện về phía chủ quyền biển đảo Việt Nam bị vi phạm, nhiều doanh nhân đã bày tỏ sự phản đối trước sự hành động của phía Trung Quốc. Đáng chú ý là các doanh nhân đều e ngại căng thẳng Biển Đông có thể tác động đến mối quan hệ kinh tế giữa đôi bên, trong đó phía Trung Quốc có thể là bên gánh chịu thiệt hại lớn hơn. Cái việc mà Trung Quốc có những hành động ngang ngược ở Biển Đông thì chắc chắn nó sẽ có những cái tác động ảnh hưởng tiêu cực trong cái vấn đề mối quan hệ doanh nghiệp của Việt Nam, quan hệ làm ăn với các cái doanh nghiệp Trung Quốc. Và đặc biệt là trong các cái vấn đề là thanh toán nhập siêu từ Trung Quốc. Khi mà dàn co về các vấn đề về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thì rõ ràng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái việc làm ăn giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc. Thì hiện nay khi mà có sự dàn co như vậy thì các bên doanh nghiệp với nhau họ có một sự phòng thủ với nhau nhất định. Và những cái hợp đồng mà bây giờ đang mà soạn thảo để chuẩn bị ký kết hầu như đừng gãy hết. Còn cái hợp đồng mà đang hai bên đang tiến hành với nhau thì bắt đầu họ có xu hướng chuẩn bị để rút. Thì chúng ta thấy rằng qua đây thấy một cái sự thiệt hại rất lớn cho cái doanh nghiệp Việt Nam và cả về mặt doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là doanh nghiệp Trung Quốc. Thông tin từ nhà tư vấn chiến lược doanh nghiệp Win-Win còn cho thấy hiện nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Trung Quốc đang làm ăn ở Việt Nam bị cô lập trên thị trường. Vùng nguyên liệu và đầu vào, đầu ra cho các sản phẩm của họ đều vấp phải khó khăn. Chúng ta đều phản ứng cái cách làm mà rất là thiếu trách nhiệm rồi không có tính pháp lý của Trung Quốc.
Nhưng cái gì họ sai thì chúng ta sẽ đấu tranh, còn cái gì họ đúng thì chúng ta vẫn phải chấp nhận là làm ăn và có liên kết, chứ không thể chúng ta là nhìn với một cái khía cạnh là rất là gọi là chung chung được. Cũng nhân buổi tọa đàm sáng nay với giới doanh nhân, đại diện Báo Pháp Luật Việt Nam đã chính thức phát đi lời kêu gọi doanh nhân cả nước hãy cùng tham gia ủng hộ, quyên góp cho chương trình Vì Biển Đảo Quê Hương. Thưa quý vị, sáng nay Đài Truyền hình Việt Nam VTV công bố đã hoàn tất việc mua bản quyền phát sóng World Cup 2014 với đối tác MPN Silver. VTV cho biết đã thống nhất được các điều khoản trong hợp đồng mua bản quyền phát sóng World Cup 2014 với MPN Silver. Với hợp đồng này, VTV được cấp phép toàn bộ quyền sản xuất, khai thác, sử dụng trên các hệ thống truyền hình, radio, di động và Internet miễn phí và trả tiền với tất cả các chương trình liên quan tới FIFA World Cup 2014 trên lãnh thổ Việt Nam. VTV sẽ tường thuật trực tiếp toàn bộ 64 trận đấu và các chương trình bình luận World Cup trên hệ thống kênh VTV3 và VTV6. Nhà đài cũng sẽ chia sẻ bản quyền World Cup 2014 với các đài khác dựa trên sự chấp thuận của FIFA. Về mức giá phải trả cho bản quyền World Cup 2014, VTV cho biết không thể công bố con số chính thức do những ràng buộc hợp đồng. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết mức giá bản quyền phát sóng tại Việt Nam vào khoảng 7 triệu đô la Mỹ, thấp hơn con số 10 triệu được MPN Silver chào giá trước đó, nhưng vẫn cao 2,5 lần bản quyền World Cup năm 2010. Trước đó, với mức giá 10 triệu đô la Mỹ mà MPN Silver đưa ra, nhiều nhà đài và công ty cung cấp dịch vụ đều không tính tới chuyện mua bản quyền giải đấu trên. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều hành giá do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm trưởng ban. Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó trưởng ban, thành viên Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan, tài chính, công thương, kế hoạch và đầu tư, y tế, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ban chỉ đạo điều hành giá có nhiệm vụ nghiên cứu giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ, thực hiện các chính sách cũng như biện pháp điều hành giá, bình ổn giá cụ thể với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu. Cơ quan này còn tham mưu giúp Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thực hiện quản lý và xử lý một số vấn đề khác liên quan đến điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ, tổ chức lấy ý kiến những chủ trương, chính sách, giải pháp quản lý, điều hành giá khi cần thiết. Và chuyên mục mỗi ngày một con số hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến con số 80.000 tỷ đồng. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mỗi năm ngành bảo hiểm thất thu hơn 80.000 tỷ đồng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do doanh nghiệp trốn đóng nợ bảo hiểm xã hội. Tình trạng này diễn ra càng phức tạp, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động, làm tăng nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội trong tương lai không xa. Hiện cả nước có trên 500.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập nhưng chỉ có 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động và 50% trong số tham gia bảo hiểm xã hội. Tổng số đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên cả nước là 16 triệu người, nhưng có trên 5 triệu người chưa tham gia bất kỳ loại hình bảo hiểm nào. Và sau đây là thông tin của thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 5, sắc xanh đã trở lại trên cả hai sàn chứng khoán. Xu thế tăng trần hàng loạt của các cổ phiếu Blue Chip đã giúp cho VN Index tăng gần 16 điểm. Mặc dù vậy, thanh khoản toàn thị trường vẫn chưa có sự bứt phá đáng kể. Sau chuỗi phiên giảm điểm mạnh của thị trường, VN Index đã hồi phục trở lại. Khởi đầu phiên, các cổ phiếu vốn hóa lớn đã góp phần đáng kể vào xu thế tăng này, mặc dù hoạt động giao dịch vẫn diễn ra khá thận trọng. Tuy nhiên, sau đó tín hiệu lạc quan đã rõ ràng hơn với đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán và bất động sản. Chuyển sang phiên buổi chiều, VN Index gia tốc tăng mạnh hơn khi hàng loạt mã chứng khoán được đẩy lên kịch trần đầy ấn tượng như SSI, HCM hay HAG. Lực bán cổ phiếu trong những phiên vừa qua suy yếu hẳn, thay vào đó là lực mua gia tốc tăng dần. Diễn biến này giúp cho tâm lý của không ít nhà đầu tư bình ổn trở lại sau vài phiên giảm sốc. Đóng cửa thị trường, VN Index tăng gần 16 điểm và đang dần tiến thẳng lên mốc 530 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 100 triệu đơn vị, tương đương gần 1.500 tỷ đồng. Diễn biến tương tự như sàn HOSE, chỉ số HNX Index cũng tăng mạnh hơn vào phiên chiều. Nhiều cổ phiếu chủ chốt đã lấy lại mốc kịch trần, đặc biệt là hàng loạt các mã chứng khoán như KLS, VND và BVS. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch tại đây chưa có sự bứt phá. Chốt phiên HNX Index tăng gần 4% lên mốc 71,87 điểm, thanh khoản toàn sàn ở mức thấp khi chỉ đạt hơn 400 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch tăng mạnh hôm nay của thị trường, động thái mua ròng của khối ngoại vẫn được duy trì ở mức cao. Trong đó, đã thực hiện mua ròng lần lượt 200 tỷ đồng tại sàn HOSE và khoảng 32 tỷ đồng tại sàn Hà Nội. Vừa rồi là phần 1 của bản tin trong nước, tiếp theo sau sẽ là phần 2 với những nội dung chính. Gia nhập cộng đồng kinh tế chung ASEAN, các chuyên gia khuyên doanh nghiệp nên tận dụng các thị trường ngách.
thị trường bất động sản ấm dần, nhân sự của ngành bắt đầu có giá trở lại.